Buổi trước thì chúng ta đã nói đến vấn đề về file và quản lý file, tức là tập tin đó. Trong đó thì chúng ta đã có phần giới thiệu cũng như là có phần nói về quản lý tập tin văn bản. Quản lý tập tin văn bản thì chúng ta có hai phần cơ bản, đó là phần về ví dụ về vấn đề quản lý ký tự, tức là làm việc với ký tự thông qua các hàm mà FQC là để ghi ký tự và FGC để đọc ký tự, và loại thứ hai là chúng ta cũng demo về việc làm việc với cả chuỗi chuỗi thì trong đó thì chúng ta muốn xử lý về vấn đề về ghi ghi chuỗi dữ liệu vào trong file đó. Chúng ta dùng hàm fpush, còn fcache là hàm để đọc chuỗi dữ liệu từ file ra. Thế tuy nhiên thì ở buổi trước thì là hình như là chưa nói đến cái phần đọc chuỗi thì phải, xem như nào nhỉ. Ừ, đúng rồi, thầy mới chỉ là ghi dùng là fpush để ghi cái chuỗi nào đó, một cái nội dung chuỗi nào đó vào trong 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 file thôi, bài 25. Còn còn đọc dữ liệu từ file, đọc chuỗi dữ liệu từ file ra thì chưa chưa làm. Thì sau khi ghi rồi thì tôi mở cái này ra xem như nào nhé. Ở buổi trước thì tôi ghi được cái chữ cái chuỗi là React.js. Thế còn bây giờ ta sẽ nói đến vấn đề ngược lại, có nghĩa là ta sẽ đọc đọc cái nội dung của file, từ file ra chương trình, đọc ra chương trình. Thì ở đây chúng ta sẽ có lưu ý là muốn mở file chúng ta phải dùng hàm fopen đấy, đúng không? Fopen. Thế và cái hàm fopen này nó lại có hai đối số. Thứ nhất là cái chuỗi chứa địa chỉ của file ta muốn mở, và đối số thứ hai là cái chế độ, từ cái mode chế độ, một cái chuỗi chứa chế độ đọc hay là ghi hay là chế độ gì. Trong đó thì W là write tức là ghi, còn R tức là read tức là đọc. Thế thì như vậy là ta đã xử lý xong được cái động tác về ghi ghi chuỗi dữ liệu vào file. Còn bây giờ ta làm ngược lại nhé, thì ta cũng sẽ cần phải open file ra. Sau khi ta ghi xong thì ta phải close, đại khái là sau khi ghi hay là đọc xong ấy thì ta phải close lại. Còn bây giờ thầy sẽ copy lại này, xong rồi thầy sẽ để xuống dưới để thực hiện thao tác là mở ra để đọc nha, tức là mở ra để R. Sau đấy thì ta sẽ sử dụng hàm mget. Mget hàm mget này nó sẽ được dùng để đọc, nhưng mà cái hàm này nó có ba đối số. Đối số thứ nhất ấy là cái người ta gọi là cái là ta cần phải có một cái nơi để lưu lại cái nội dung đọc được, đó chính là cái chuỗi, và cái biến biến chuỗi, và đại khái là một con trỏ ký tự. Thứ hai là đối số thứ hai của guest ta cần phải đưa vào, đó là cái độ dài hay là cái kích thước của cái chuỗi mà ta muốn đọc, bắt đầu tính từ đầu.
những cái đó. Và yếu tố thứ ba chính là cái cơ sở file nơi mà ta đã mở file ra. Đấy, thì như vậy có nghĩa là trong tình huống này ta phải cần có một cái biến để lưu lại cái kết quả đọc được, và ta có thể sử dụng đến cái sử dụng cái biến chọn ký tự nhé, tra sao CP chẳng hạn. Thì lúc này ta sẽ cái đầu tiên nó chính là cái CP, cái thứ hai là cái kích thước ta muốn đọc, ví dụ thầy muốn đọc ba cái tự chẳng hạn thì ba này. Sau khi đọc xong thì ta sẽ thử in ra, print ra cái chấm sc phải cp. Cái tra sao CP này nó là một con trỏ ký tự, nhưng mà nó thực ra nó đóng vai trò chính là mảng ký tự một chiều, đúng không? Nó cũng đóng vai trò chính là mảng ký tự một chiều, mà mảng ký tự một chiều thì thực ra nó chính là chuỗi, nó chính là chuỗi, cho nên là khi hiển thị nó thì ta chỉ việc là cái phần chấm s. Rồi, ta sẽ chạy thử xem là có vấn đề gì các bạn nhé. Lúc này chúng em nhìn thấy là nó đọc được là RE. Ở kia thì đưa ra là ba ký tự, cần phải đọc ba ký tự. Nhưng ở đây các em thấy nó chỉ đọc được hai ký tự thôi. Thực ra là nó đã đọc được ba ký tự rồi. Bao gồm có ký tự R, ký tự E và một ký tự nữa chính là ký tự đánh dấu kết thúc chuỗi. Ký tự đánh dấu kết thúc chuỗi là ba. Cho nên trong tình huống này, nếu như mình muốn mình không muốn tính đến cái ký tự kết thúc chuỗi thì mình phải cộng thêm một vào để nó sẽ có thêm một cái vùng nhớ để nó lưu cái ký tự kết thúc chuỗi. Vì thế chỗ này nếu bị mình đọc đúng ba cái tự, ta sẽ để đây là bốn, hay là ba cộng một đấy, ba cộng một. Đó. RE. Đây chính là cái ví dụ cho việc là đọc chuỗi dữ liệu nhé. Thì đây ta phải có một cái biến để nó chứa cái nội dung đọc được. Và cái thứ hai là cái số lượng ký tự ta muốn đọc, bao gồm cả cả cái dấu ký hiệu và ký tự kết thúc chuỗi là số trái không đấy, là null đấy. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần tiếp theo nhé. Như vậy đây là cái phần mà chúng ta sẽ tương tác với dữ liệu, nói chung là ở dạng là text thông thường, hay còn gọi là tương tác với file file văn bản. Chúng ta sẽ có các cái stream văn bản đấy, chúng ta sử dụng đến các cái thao tác về các cái hàm, thao tác với ký tự và thao tác với cả chuỗi, gồm có fput c, fget c, fput, fget. Bây giờ chúng ta chuyển sang thao tác với cả file nhị phân nhá. Thì những cái thao tác như thế này thì nó chỉ dành cho văn bản thông thường thôi. Còn đối với dữ liệu ở dạng số chẳng hạn, hoặc là những dữ liệu ở dạng ký tự, dạng dạng là đối tượng cấu trúc ấy, thì chúng ta dùng hình thức này nó không được ổn. Chúng ta dùng hình thức khác, khác đó là chúng ta dùng hình thức là sử dụng stream nhị phân.
quản lý file nhị phân hay làm việc với stream nhị phân. Khi để thao tác với file nhị phân hay là với nội dung dữ liệu dạng nhị phân ấy, thì chúng ta sẽ có những thao tác cơ bản, có những cái chế độ cơ bản giống như ở trong văn bản, nhưng mà phía đằng sau chúng ta thêm chữ B nữa. Ví dụ như là RB là để là chế độ mở file để đọc, mở file nhị phân để đọc ấy. WB tức là mình có thêm chữ B đằng sau đó nhé. RB, WB hay là AB. Thì thứ nhất lại là những nội dung hay là dữ liệu mà dạng số, làm việc với các cái dữ liệu số, số nguyên, số thực hay là những dữ liệu dạng đối tượng, tức là các cái dạng chuỗi đấy, à, dạng cấu trúc, struct, thì chúng ta sẽ sử dụng hình thức là stream nhị phân, chúng ta xử lý nhỉ. Thì vì nó có cái tính nhị phân cho nên nó sẽ không có cái đặc điểm là giống như sai nhị phân là kiểu như ký hiệu kết thúc chuỗi được đưa vào hay là những ký hiệu gì đó được thêm vào, mà đây mình thêm cái gì nó thêm đúng như thế và mình đọc cái gì nó đọc đúng cái đó, cho nên là nó sẽ có cái tính nó không chuyển đổi gì cả nhỉ, không thêm bớt gì hết, không thêm bớt cái tự gì cả nha. Đặt được cái gì, ghi được cái gì, mình muốn ghi cái gì nó ghi đúng cái đó, thì nó là cái chuỗi dữ liệu nhị phân này, hai dữ liệu phân. Và muốn muốn đọc cái gì thì nó sẽ đọc đúng cái đó nhỉ, không thêm bớt cái gì hết. Thì ở đây để có thể ghi dữ liệu nhị phân ta dùng hàm fwrite nhé, fwrite. Hàm fwrite này thì nó có bốn cái đối số ta cần đưa vào. Một là cái dữ liệu hay là cái buffer mà ta muốn lấy để ta ghi là cái buffer nào, thì chúng ta có ví dụ cụ thể để dễ hiểu. Hai là cái số lượng byte ta muốn ghi là đối số thứ hai đấy, số lượng byte ta muốn ghi là bao nhiêu byte. Ba là cái size count, ở đây ta hiểu là mỗi một lần ghi chuẩn ghi bao nhiêu bài, đơn giản như thế. Bốn là cái con chọn file. Còn nếu muốn đọc một file nhị phân thì ta không dùng hàm fwrite. Fwrite thì nó cũng có bốn bốn cái đối số, nhưng mà cái đối số đầu tiên này nó là một cái vùng nhớ để nó lưu lại cái nội dung mà ta đọc được, mà hàm đọc được. Cái hàm đọc được cái gì nó sẽ lưu vào trong cái buffer này. Đối số thứ hai cũng vẫn là cái số lượng byte tôi muốn đọc. Đối số thứ ba là cái số cái mỗi một lần đọc mình đọc bao nhiêu byte. Và đối số thứ tư này thì thêm dấu phẩy ở đây là với con trỏ fp trỏ file. Thì dưới đây là một số các ví dụ nha.
Đây là ví dụ cho việc thao tác với các con số nha. Các em sẽ nhìn thấy ở đây là ví dụ như ta có biến d này, biến biến d kiểu double, biến y kiểu in, biến li kiểu long. Bây giờ ta ghi những cái nội dung hay là những cái giá trị trong biến đấy, cho các biến đấy vào trong trong file, thì ta sẽ sử dụng cái array này. Đối số đầu tiên chính là cái ta phải nói rõ là cái vùng nhớ mà nơi mà ta muốn là lấy được cái nội dung ấy, ta ghi là đâu, thì có nghĩa là ta đưa vào cái địa chỉ đó, chỉ nhé. Ví dụ như muốn ghi muốn lấy nội dung của D thì ta đưa vào đây là cái địa chỉ của D, ghi ghi bao nhiêu byte, ghi bao nhiêu byte thì ở đây cái D nó có kiểu double nên ta chỉ việc để là size of double thì nó sẽ ra được cái byte tương ứng cho số kiểu double. Đấy, rồi ghi cái số nguyên, cái số login. Rồi. Rồi ví dụ cho nó dễ hiểu nha. File sao fp in y bằng 10, float f bằng 12.34, double d bằng 56.789. Bây giờ ta cần lưu ba cái ghi ghi ba cái nội dung cho ba biến này vào trong file. Thì đầu tiên ta phải mở file ra để làm việc ra. If fp bằng fopen, dự mở file là bài 26 IT1207.doc cũng được, còn txt đều được nhé. Nói chung file nào nó cũng làm việc được nhỉ. Và mở ra để ghi, tức là write đó, write thì wb nhá, đây là ghi nhị phân nhá. Nếu nếu anh này mà bằng null, null như vậy thì có nghĩa là không mở được, cannot open file và thoát khỏi chương trình luôn. Vì mở file ra mà ta không mở được thì có nghĩa là nó chẳng có ý nghĩa gì đâu, xong luôn. Dưới đây là fclose đấy, xong dưới đây ta sẽ đọc từng cái một nhé. Fwrite bốn anh bạn nhé, đầu tiên là địa chỉ của con bạn y kia, và y thứ hai là cái số lượng byte ta muốn đọc, nó chính là size of in vì biến đi kiểu in. Thứ ba là mỗi một lần đọc một byte. Tư là con trỏ chứa địa chỉ file. Fwrite và f phẩy size float phẩy một phẩy fp. Và đi sale double phẩy một phẩy fp. Bây giờ ta chạy thử nha. Fclose fp. Thì lúc này nó không có báo lỗi gì hết, có nghĩa là nó đang drive bình thường. Bây giờ ta sẽ quay trở lại thư mục, ta mở nó xem sao.
thì ta sẽ được một cái nội dung như này. Cái nội dung này các em nhìn thấy nó sẽ hơi khó hiểu, bạn hơi khó hiểu vì tất cả đều là dạng nhị phân. Dạ, lưu trữ theo dạng nhị phân cho nên chúng ta không hiểu nó là cái gì và không biết nó đúng hay sai. Dạ. Đó, thì lúc này ta sẽ không mở nó ra để xem một cách thông thường được, mà ta sẽ cần phải có thao tác ngược. Thì chúng ta sẽ nói đến nó. Đó, thì đây là cái ví dụ cho việc ghi nhé, ghi nhị phân. Ở đây chúng ta lưu ý là phải là W nhé, có chữ B đằng sau để thực hiện. Đây là ta thao tác với stream nhị phân. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm thao tác ngược lại là ta sẽ sau khi mở ra để ghi xong thì ta đóng lại. Sau bây giờ ta sẽ mở ra để ta đọc. Để đọc thì ta sẽ sử dụng đến cái Edit. Edit. Trong đấy thì ta cũng sẽ cần có các cái biến để ta lưu lại cái nội dung đọc được. Copy này. Đấy. Đây chúng ta cũng sẽ cần có cái close FP. Và ở đây ta thầy sẽ khai báo ba biến in ii chẳng hạn. Float FF Double đây đây. Đây là ba biến sẽ được dùng để lưu lại cái nội dung đọc được. Đây là write read 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 FF. Đây là đây đây. Bên trên này ta sửa lại một chút là mở ra để đọc và RB. Thế sau khi đọc xong thì ta sẽ print thử xem sao. Y để phần trăm D đi, phải phần trăm G, phần trăm G,
phẩy y phẩy ff phẩy dd. Chờ một chút b. Thì lúc này vừa giờ thầy có lưu lại 10 là số nguyên này, 12.3.34 là số float này, 56.79 là số double. Và như vậy bây giờ nó đọc lại thì các em thấy nó vẫn đọc được bình thường. Write xong rồi read. Ok, vấn đề gì? Đấy thì lúc này ta thấy rằng là nếu mở cái file tt kia ra chúng ta không hiểu cái nội dung là cái gì. Nhưng mà ở đây read này nó sẽ lại đọc lại cái nội dung nhị phân và chuyển đổi thành số tương ứng cho mình. Thì đây là cái ví dụ cho việc sử dụng stream nhị phân để đọc các nội dung số, các loại số khác nhau. Còn bây giờ thì ta sẽ sử dụng string phân này để ghi và đọc cái nội dung là đối tượng struct, Ví dụ người ta muốn mình nhập liệu một loạt các cái nội dung ở các cái dữ liệu, một loạt các bạn sinh viên, các thông tin của các bạn, từng sinh viên vào đó. Sau đấy thì nhập xong thì lưu trữ vào trong một file. Xong sau đấy thì sẽ mang cái file đấy đi đâu đấy, hoặc hay gửi cái file đấy cho người khác như thế. Sau sau đó thì người khác sẽ dùng cái file đấy. Sau đó thì sẽ lập trình để đọc được nội dung của file đấy. Hiển thị ra hoặc là để làm gì đó. Thì đến lúc này string phân sẽ là cái lựa chọn thích hợp cho việc ghi đọc nội dung đối tượng cấu trúc. Đấy, thế thì để cho nó dễ nhìn thì thầy cho một file riêng nhé, cái này nó sẽ hơi dài một chút. Bài 27 Tiny plot yesterday your ghi đọc đối tượng. Thì tất nhiên lúc đầu ta cũng cần một cái đối tượng, một cái con trỏ, và ta sẽ mở ra để ta ghi nhị phân đó. Tiếp FP bằng F open bài 27 IT12 mở ra để write. Nếu không ổn thì print ra để nó open file. Lỗi mở file. Close
F close. Sau đây thầy sẽ tạo ra một cái trên này đi, trên này. Tạo một cái cấu trúc đại diện cho động vật chẳng hạn đấy. Step name struct animal. Int ID, mã mã của con vật này. Tên của con vật. Char name 30 chẳng hạn. Tuổi của con vật. Float. Đây. Như thế. Sau số này ta sẽ tạo ra một cái đối tượng kiểu animal kia. Animal cat chẳng hạn. Mèo đấy. Cat.id. Như thế gắn luôn đây nhé. Còn đâu chúng ta có thể là tạo cái hàm để nhập liệu riêng giống như thầy đã làm ấy. Cat.id bằng 124. Cat.name bằng cái gì thì mình phải dùng cái hàm mà strcpy đó, gán cho nó cái chữ gì đấy, như là moon. Cái hàm này thì nằm trong thư viện string nên ta sẽ khai báo nó. Và các chấm h bằng 2.5 chẳng hạn, 2.5 chẳng hạn. Sau đấy thì ta sẽ lưu lưu cái két này vào trong file file 27 IT 127 này. Nghĩa là F-write cái và các cắt và nó có bốn đối số đấy. Thứ nhất là cái địa chỉ lấy cái nội dung và lấy dữ liệu, thứ hai là cái kích thước cần số lượng bài đấy, chính là size of animal. Animal này chính là cái này. Type struct này sẽ chế này tách được không? Cho chỗ này nhá. Ở đây. Size of animal. Đối số thứ ba là cái số lượng byte muốn đọc mỗi lần. Thứ tư là cái FP. Đấy, xong rồi ta chạy thử nhá. Mở thử xem sao. Thì vì là nhị vân nên chúng ta cũng sẽ thấy cái gì đấy nó sẽ hiển thị nó hơi lạ lùng. Lạ lùng nhỉ. Thì không có nghĩa là nó sai đâu nhé. Khi nào ta đọc ngược trở lại mà thấy nó đọc được là đúng. Chỉ là được. Đó. Đấy. Xong rồi mình close. Bây giờ mình sẽ mở mở nó ra để đọc. Để copy cái đoạn này nhé. Mở cái này ra để read. Lúc này thì khai báo một cái animal cái một đi. Dạ, animal cái một nha. Đây, bỏ qua đây. Chỗ này ta đọc thì là average và cái một tức là đọc nội dung và đưa nó lưu nó vào trong cái biến cái một này. Sau đấy thì ta sẽ
ta sẽ hiển thị đó, hiển thị nha, hiển thị nội dung trong cái một kia. Ví dụ như là ID 100D phẩy kết 1.id. Ở đây thì thực ra thì khai báo cái kết 1 để cho nó ấy thôi, để cho nó phân biệt với cả công kết bên trên để chúng ta dễ hiểu thôi. Còn chúng ta hoàn toàn vẫn dùng được lại cái biến kết này để nó sẽ lưu lại nội dung nhé. Nhưng mà để kết 1 để cho nó dễ hiểu thôi. Để hiểu là ta ghi được, ta đọc được. Name phần trăm s kết một chấm name age phần trăm g kết một chấm age. Đó, các em nhìn thấy như vậy là nó đã đọc được rồi. Ghi được, nó đã ghi được đúng chuẩn và nó cũng đã đọc được. Nếu thì để nếu không dùng két một thì mà thì đọc thẳng luôn nội dung của két thì ta không biết là nó liệu không nó có đọc đúng, nó có đọc nó ghi lại được đúng không, tại vì là trước đấy cái két nó chứa nội dung đúng như là cái nội dung mà ta muốn ghi vào. Cho nên trong trường hợp này thì dùng một cái biến két một để ta check. Rồi, thì dừng lại một chút nhé để các em xem nhé. Thì cái phần này cũng sẽ có nó cái phần quan trọng nhé, còn sẽ có trong cái bài tập lớn. Thì trong trường hợp nếu chúng ta muốn rằng là sẽ có một cái hàm riêng, hàm này sẽ có nhiệm vụ là nhập liệu cho đối tượng cát này, sau sau đấy thì sẽ nhập xong thì sẽ write, tức là ghi lại vào file, nhập xong thì ghi lại vào file. Thì khi đó ta hoàn toàn cũng có thể làm được cái điều đó thôi, với động tác là đặt cái code ở phần ghi file ấy, làm riêng đều được. Ví dụ như ở đây thì sẽ cắt cái này. Cái này là anh phần đọc ghi file đấy, đó ghi file này. Cắt nó xong để vào một cái hàm trên trên này và void object. Ra chẳng hạn thế nhá. Tức là mời mời người dùng nhập vào một cái nội dung cho đối tượng xong rồi thì ghi lại. Này nhá. Thì tất nhiên là ta cũng sẽ cần có một cái con trỏ file xong rồi mở file ra. Cái việc mở file thì ta thích mở đâu cũng được, ở trong hàm nó cũng được chứ không phải chỉ có hàm main mới mở được. Mà hàm nào cũng mở được. Đấy, mở file ra xong rồi tạo một đối tượng animal xong rồi mình nhập liệu. Chỗ này là nếu mà chúng ta muốn nhập liệu thì bàn phím thì chúng ta sẽ nhập liệu bình thường thôi. Đó, như bình thường thôi. Nhập xong thì bắt đầu mình write nó vào cái file này. Sau đó thì close và đây thì ta sẽ gọi những cái hàm này. Write object. Thế còn cái đoạn dưới này là cái đoạn mở ra để đọc. Ta cũng sẽ cắt nó để một cái hàm như là void read object.
đấy. Sau đây ta sẽ gọi nó nhỉ. Ta chạy thử xem sao. À, ta thiếu mất cái phần khai báo con trỏ vai. Thì kết quả là chúng ta thấy nó vẫn chạy bình thường, không có này gì cả, không làm sao hết, không làm sao hết nhỉ. Đấy, thì chúng ta hoàn toàn tách được được cái code thành các cái hàm riêng để nó thực hiện cái chức năng thứ, có một hàm write riêng, một hàm read riêng. Xong các em thử sửa sửa theo theo hình thức là định nghĩa các hàm nhé, xem sao. Đấy, như vậy hàm là phần kiến thức rất là quan trọng nhỉ, nó sẽ đi theo chúng ta. Xuất từ khi học đến khi đi làm, đến khi nghỉ hưu thì chúng ta đều viết chương trình theo dạng đặt đặt code xử lý vào trong các hàm. Bây giờ ta sẽ xử lý cho tình huống mảng mảng đối tượng, mảng đối tượng nha. Thì bây giờ người ta có một cái yêu cầu là hãy nhập một danh sách các bạn sinh viên, nhập liệu cho một cho N bạn sinh viên nào đó. Sau sau đấy thì ghi ghi các bạn ghi ghi cái dữ liệu đó vào trong một file. Đó, ghi ghi N bạn sinh viên, dữ liệu N bạn sinh viên đó vào trong một file, và sau đấy thì thực hiện động tác là đọc đọc nội dung file đấy ra, kiểu thế. Thì lúc này ta nói chung là ta cũng sẽ làm hoàn toàn được thôi, và nó cũng sẽ khá là tương tự như anh bạn một đối tượng đơn lẻ. Tuy nhiên là xử lý mảng thì ta sẽ cần lấy vòng lọc để ta xử lý. Thì lúc này mình sẽ đọc được. Ở đây thì thực ra sẽ có một cái ràng buộc, đó chính là cái số lượng sinh viên. Thì ở bên này thì ra mình chỉ cần cái số lượng sinh viên thôi cũng được, hoặc không thì mình khai báo thẳng một cái mảng sinh viên ở đây cũng được. Như đầu tiên ta sẽ khai báo một cái ta định nghĩa một cái struct student in ID channel. Load chia bớt chứ chia
bất đấy, wow. Sau đấy thì ta sẽ mời người dùng nhập số lượng sinh viên, sau sau đó thì sẽ nhập cái danh sách các sinh viên, nhập xong thì ghi vào một file. Còn nếu mình muốn làm việc theo kiểu tập trung thì ta có thể khai báo thẳng ở đây luôn. Ta sẽ có là student sao ST chẳng hạn. Thì lúc này ta sẽ sử dụng cái hình thức này để làm cái mảng mảng sinh viên đấy, con trỏ. Sau đó thì ví dụ thì cứ cho N là bằng 5 hay bằng 3 gì đấy. Đó là chúng ta sẽ nhập từ bàn phím đấy, đúng không? Sau sau đấy ta sẽ cấp phát vùng nhớ cho nó. F. Ta sẽ cấp phát ST bằng student sang malloc chẳng hạn. N nhân với cell. Cell student. Thế sau đấy thì sẽ định nghĩa một cái hàm để nó nhập liệu cho n sinh viên và lưu lại về trong hàm bên này. Ủa, như thế thì ta sẽ có một cái hàm làm input object chẳng hạn. Truyền đi cái ST và truyền đi cái số lượng con thực, truyền đi cái ST là truyền đi cái con trỏ nhé. Để xong rồi lên đây ta sẽ nghĩa hàm input object và ta sẽ cũng cần khai báo hai tham số để nhận lại student sao st và int n. Sau đó thì có một biến chạy y để nó sẽ lấy nhập liệu cho từng phần tử một, từng từng sinh viên một. Thì cái nhập liệu này thì chúng ta đã học rồi nên là chúng ta có thể sử dụng cái phần demo, có demo ở phía trước của thầy vào. Đây thầy sẽ nhập liệu thông thường thôi. Thì ta sẽ có là ví dụ thông báo là input data for y bằng 0, y nhỏ hơn n, y cộng. Student phần trăm d. Ý là sinh viên thứ mấy đấy. Wow. Y cộng. Xong mình nhập liệu cho nó. Đầu tiên là nhập ID trước. ID scanf phần trăm d phẩy và st y chấm id. Đấy. Tiếp theo ta nhập tên, nhập tên thì bên trên nó có cái phần nhập số nên ta phải xóa cái bộ đệm đi. Fplus std foreign name thì ta sẽ dùng cái get đó, guess nhập chuỗi std chấm name
theo là nhập cái năm sinh, year of birth, scan em 100D 7 và STI chấm chia bớt. Tôi thử xem có vấn đề gì không đó nhé. F2 lên cho nó báo có gì nhỉ? Chưa định nghĩa input objects. À. Copy cái tên này nhé. Tên sai. Đấy, kiểu này. Một Alex 2000, hai Victoria 2001, ba John 2002. Như vậy đã chạy bình thường. Sau khi chạy xong như vậy được bình thường rồi, ta sẽ lưu lưu cái anh bạn này ở ta ghi đấy, ta ghi nó vào trong một cái file. Thì lúc này ta sẽ tạo con trỏ sao fp, xong mở nó ra, mở cái file để ghi ra. If fp bằng fopen bài 28 IT 1207.txt bài wb bằng null báo cannot open file, và sau đó thì exit close fclose fp. Sau đấy ta sẽ ghi ghi cái nội dung vào trong file này. Fwrite, đầu tiên là ta sẽ phải biết được địa chỉ của cái vùng nhớ mà ta sẽ lấy để ta lưu đấy, thì nó chính là cái ông này thôi. Ông này là con trỏ, nó đang chứa địa chỉ nên nó là ST thôi. Dạ, không phải bài ST đâu nhỉ, vì đây không phải là biến. Nó này không phải biến, đây là cái con trỏ chứa địa chỉ rồi. Mình chỉ cần để là ST được. Theo là N nhân với size. Đây là mảng mà, nên là ta sẽ phải lấy cái size ở student kia. Ta nhân với N để ra được cái số lượng byte ta cần. Vì có N sinh viên. 1 phẩy FP write xong. Ta chạy thử nhá. 1 Alex 2000, 2 Victoria 2001, 3 John 2002. Đấy, này. Sau ta sẽ quay lại kia ta xem cái file. Đấy, nó đang chứa ở đây. Trông hơi kỳ cục một chút nhưng mà nó ở dạng nhị phân nên chúng ta sẽ không biết được nó sẽ hiển thị kiểu gì. Nhưng mà đại khái nó đã ghi được rồi. Đây được rồi nhé. Đấy. Như vậy ở đây sau khi nhập liệu xong ấy thì thực ra là tất cả các sinh viên đã nhập được ấy sẽ được lưu hết về về hàm main rồi, ở đây rồi. Đồng thời với cái việc mở ra để ghi thì nó cũng đã ghi luôn được những nội dung đó, cái dữ liệu đó.
vào trong file rồi. Bây giờ ta sẽ định nghĩa một cái hàm để nó đọc file đấy. Lưu ý ở đây là nó là st nhé, vì st là nó không phải là biến mà nó là con trỏ. Trỏ chứa địa chỉ của cái khác không? Chúng ta nó chứa địa chỉ của cái mảng st dưới này rồi. Amen đấy. À, đây. Rồi, bây giờ thì dừng lại một chút nhé để xem các bạn nào không? Các bạn xem tham khảo nhé, vấn đề gì có lại như thế nhé. Tiếp tục nhé, giờ ta sẽ sang phần về hiển thị, tức là đọc nội dung từ file ra. Thì lúc này cái ông này ông sẽ không có tác dụng nữa, mà mình sẽ lấy dữ liệu từ file ra để đọc. Vì thế mà trong trường hợp này, khi mà output thì định nghĩa một cái hàm có tên output đi, output object đi, thì ta chỉ cần truyền đi cái số lượng phần tử thôi, số lượng sinh viên ta muốn đọc là bao nhiêu, chứ không truyền đi, không cần truyền đi cái st, vì lúc này ta không lấy dữ liệu cho st mà ta lấy dữ liệu ở trong file. Cho nên ở đây ta sẽ chỉ cần truyền đi cái n thôi là được. Output object student at int n. Sau đó ta đây có một cái con trỏ fp mở nó ra, để mở file ra. Fp bằng fopen mở file ở bên trên đấy, là cái file cái này, vì nó đã là cái file để lưu dữ liệu chấm txt mở ra để đọc. Nếu không mở được thì báo đấy, giống như bên trên thôi. Cannot open file. Exit mode. Close, close. FP. Xong sau đấy thì ta sẽ tạo ra một cái con trỏ và cấp phát n bộ nhớ cho nó, để nó được dùng để lưu lại những gì đọc được từ trong file. Vậy thì ta sẽ có là student sao st, xong lại st bằng student sao malloc n nhân với cả save sau đấy thì mình sẽ dùng hàm average average để đọc vào st cái nội dung là đọc vào bao nhiêu byte thì đọc n nhân với cả save byte không save student byte. Mỗi lần đọc một đọc từ FP nó sẽ đọc ST. Sau đấy thì ta sẽ dùng là for để hiển thị thôi. List of student chạy y for y bằng không, y nhỏ hơn n, y cộng print student trong d phẩy y cộng một. Đầu tiên đọc id trước trong d phẩy st y
chấm đi. Theo đọc name chấm s st đi chấm chấm name và năm sinh chia ập bớt 100 đi phải. Đây là STI chấm chia bớt đấy. Xem có gì, tôi xem có vấn đề gì không nhỉ? Một Alex 1998 hai Victoria 1999 ba John 2000. Đó thì kết quả đây, các sinh viên một Alex năm sinh, vấn đề à? Tôi xin STI thầy khai báo chỗ float à, float thế thì cái chỗ nhập liệu ta cũng phải để float rồi. Đây cái chỗ nhập liệu này ta cũng để float nha, F này, và cái chỗ hiển thị chúng ta cũng sẽ thay bằng G đấy, đúng không? Một Alex 1997 hai Victor Ria 1998 ba John 1999 đấy, 97 thì tại vị trí này. Ok đó, thì như vậy là ta đã ghi được file, ghi được tất cả các bạn sinh viên trong file và đọc ngược trở lại được rồi. Cái vấn đề về đọc đọc về hiển thị ở đây ấy, thì chúng ta muốn hiển thị thành dạng bảng thì các bạn có thể tham khảo cái phần trước thì nói đến nhé, các em tham khảo trước cũng thì nói đến, còn đây thì demo cho cái vấn đề đọc ghi thôi nhé, mà đối tượng thôi, còn chúng ta áp dụng cái kia hoàn toàn thoải mái nhé.